Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ chủ nhà Than Quảng Ninh là đội giao bóng trước. Và trong trang phục áo đỏ quần trắng, thủ thay chơi thay cho cầu thủ trẻ Nguyễn Phi Hoàng đó chính là Đỗ Thanh Thịnh. Tình huống rất khỏe, Raffenson rất nguy hiểm, căng ngang, không đâu. Một tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc của Hà Đức Chinh. Mới phút thứ 3 của trận đấu thôi, SHB Đà Nẵng đã có một cơ hội hết sức rõ ràng. Tốc độ quá tốt của Raffenson. Vẻ mặt tiếc nuối của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bên phía SHB Đà Nẵng. Raffenson quá nhanh. Raffenson rất hay, phản công cho Đà Nẵng. Rất hay, rất trông trải bên phía cánh trái. Đó là Đỗ Thanh Thịnh. Cơ hội dứt điểm. Không vào. Rất năn nót, Thanh Thịnh đã chiến thắng được Hoài Anh. Nhưng có lẽ cầu thủ đã cứu thua trên vạch vôi đó là Gustavo. Và phản công rất hay của SB Đà Nẵng. Chính xác như vậy, Hoài Anh đã bị đánh bại, nhưng Gustavo đã cứu thua cho Than Quảng Ninh. Cơ hội không thể tốt hơn dành cho Đỗ Thanh Thịnh. Những thông tin về Quảng Ninh cũng khá mờ mịt. Rất hay, Hà Đức Chinh. 2-2. Không được. Một pha căng ngang rất nguy hiểm của Hà Đức Chinh dành cho Raffenson. Những cơ hội của SHB Đà Nẵng trong trận đấu này là rõ nét hơn so với đội chủ nhà Than Quảng Ninh. Và nếu như trong tình huống vừa rồi có vẻ như Raffenson cũng đã ở trong tư thế việt vị. Trong tình huống vừa rồi thì Hà Đức Chinh hoàn toàn có thể quyết đoán hơn. Edison, nguy hiểm. Vẫn là Xuân Tú. Tạt bóng. Coi, không được. Rất nguy hiểm. Câu trả lời của Than Quảng Ninh và người có tình huống dứt điểm vừa rồi đó là Mạc Hồng Quân. Một pha đỡ ngực và demi volley rất nhanh của số 8 bên phía đội chủ nhà, suýt chút nữa thì đã có tỷ số. Pha demi volley rất nhanh của Mạc Hồng Quân. Rất may cho SHB Đà Nẵng là bóng đi trúng vị trí của Tuấn Mạnh. Phi Hằng cũng đã có một trận đấu rất hay ở vòng thi đấu đầu tiên. Đánh đầu. Pha chạm đầu cuối cùng là của Giang Clesio. Giang Clesio cao tới 1m96 và anh luôn lợi thế ở trong những tình huống không chiến. Người chơi rất ăn ý với Xuân Tú. Đánh đầu. Bóng chạm đầu trung hiếu cuối cùng. Những pha tạt bóng của Xuân Tú có chất lượng, có thể nói là rất cao. Bóng đi lực tốt và điểm cũng rất tốt. Một pha tiếp xúc bóng ban đầu không thực sự chuẩn xác của Trung Hiếu. Helipo Gustavo. Raffenson. Không vào. Tình huống vừa rồi thì Raffenson có vẻ như hơi chậm. Một pha chuyền bóng rất hay của Đức Trinh dành cho Raffenson. Một pha đánh trung lộ rất hay của SB Đà Nẵng. Không hề có lỗi việt vị của Raffenson. Nhưng Raffenson cần phải xử lý nhanh hơn trong tình huống vừa rồi. Văn Khoa đã lùi về rất kịp thời. Quá nhiều khoảng trống cho số 9 của SB Đà Nẵng nhưng anh xử lý quá chậm. Tiếp tục lại là một cơ hội ngon ăn nữa dành cho SB Đà Nẵng nhưng các tiền đạo của họ lại tiếp tục bỏ lỡ. Rất hay, Hồng Quân. Tạt bóng. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Pha dứt điểm của Edison. Một pha tạt bóng tầm thấp. Có thể nói là rất chất lượng của Mạc Hồng Quân bên phía cánh phải. Bóng chưa chạm vào được chân của Edison. Vừa rồi thì không có một điểm cắt nào được tạo ra. Dứt điểm. Rất bất ngờ, tỷ số đã được mở cho cầu thủ SB Đà Nẵng và lần này là Raffenson.
khi máy quay đang hướng về tình huống quay chậm trước đó của đội chủ nhà Thoan Quảng Ninh, thì Rafael Sơn đã thoát xuống và một cú sút có thể nói là rất mạnh bằng chân phải. Hoài Anh không còn cơ hội cản phá nữa rồi. Tỷ số là 1-0 cho SHB Đà Nẵng. Như tôi vừa nói thì Rafael Sơn cần phải cụ thể hơn những tình huống mà mình có được, những cơ hội mà mình có được. Và anh đã làm được. Tỷ số là 1-0 cho đội khách. Có lẽ đây là một tỷ số hoàn toàn xứng đáng cho đến lúc này. Cơ hội rõ rệt thứ tư của Đà Nẵng. Pha xử lý rất hay của Đặng Anh Tuấn. Pha sút bóng rất mạnh của Rafael Sơn. Hàng thủ của Thang Quảng Ninh đã có những sự xê choạc nhất định ở những phút đầu tiên của hai hiệp đấu. Bên cánh trái là Phi Hoàng rất thoáng. Đức Trinh rất điểm, không vào. Nhưng trước đó thì Đức Trinh đã bị thổi việt vị. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng những pha lên bóng của SHB Đà Nẵng là nguy hiểm đến như thế nào. Rất mạnh lạc, rất rõ nét. Đức Trinh băng xuống hơi sớm sau đường chuyền của Nguyễn Phi Hoàng. Nguy hiểm, Edison. Không vào. Suýt chút nữa thì Hải Huy đã đặt dấu ấn của mình kể từ khi vào sân. Một phút lơi lỏng của hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng và suýt chút nữa thì Than Quảng Ninh đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Một pha chọn điểm rơi không tốt của Giang Kelesio. Một pha đứng vị trí không tốt của trung vệ bên phía Đà Nẵng. Rất may không có bàn thắng cho các cầu thủ Than Quảng Ninh. Rõ nét nhất của Thang Ninh trong hiệp 2 trận đấu này. Dứt điểm. Không được. Bóng đi vọt sang ngang. Pha sút bóng sống tương đối tốt của Hồng Quân. Bóng đi thẳng vào căng. Nhưng chỉ vọt sang ngang trong gang tấc. Và để thủng lưới có thể nói là rất nhiều. Hà Nội đã để thủng lưới tới 5 bàn và mới chỉ ghi được 1 bàn mà thôi. Đánh đầu, rất nguy hiểm. Một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy sự nguy hiểm và sự đa năng đến từ Rafael Sơn. Một pha bóng có thể nói là hết sức đơn giản của SHB Đà Nẵng. Nhưng nó lại biến thành một cơ hội có thể nói là 10-10. May mắn đã cứu thua cho Hoài Anh trong tình huống vừa rồi. Pha đánh đầu của Rafael Sơn bóng đi sát cột dọc. Dứt điểm. Không được. Rất nguy hiểm. Hải Huy. Rất hay. Edison. Không vào. Nhưng trước đó thì Edison đã việt vị. Có thể thấy là khả năng chuyền bóng của Hải Huy là hay đến như thế nào. Chúng ta sẽ cùng phải xem lại pha làm chậm để xem Edison đã ở tư thế việt vị hay chưa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta có thể thấy được cảm giác chuyền bóng từ Hải Huy là tuyệt vời. Các trọng tài đã chính xác, Edison đã đứng dưới Giang Dexio và công nhận. Tỷ lệ phạt góc đang là 5-1 nghiêng về Thang Quảng Ninh. Không được. Quá nguy hiểm. Người chạm bóng cuối cùng có lẽ là Duy Khánh. May mắn cứu thua cho SHB Đà Nẵng. Những pha đá phạt góc của Nghiêm Xuân Tú thật sự là có chất lượng và điểm đến rất cao. Pha mở biên Nghiêm Xuân Tú. Nếu như vừa rồi Edison chạm bóng thì anh đã ở trong tư thế việt vị rất rõ ràng. Mở tỷ số. Đánh đâu? Không được. Rất nguy hiểm.
cơ hội chắc chắn sẽ hết đối với các cầu thủ Than Quảng Ninh. Như vậy là trọng tài Trung Kim B đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ hai của giải bóng đá vô địch quốc gia LFB League 1 mùa giải năm 2021. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội chủ nhà, đã thuộc về đội khách SHB Đà Nẵng với tỷ số là 1-0.